Lời chứng của Clay Size. Tại sao tôi rời bỏ phong trào Phúc âm thịnh vượng trong hội thánh Chúa? Lời chứng mà bạn sẽ đọc trong những dòng tiếp theo tố cáo Phúc âm thịnh vượng, làm nổi bật việc tìm kiếm các phước lành của Đức Chúa Trời bất chấp nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúng ta thực sự thịnh vượng bằng cách biến ý muốn của Đức Chúa Trời trở thành ưu tiên hàng đầu trong các nhiệm vụ của chúng ta. Hàng hóa được cung cấp cho chúng tôi ngoài ra, quan tâm đến của cải vật chất là một thái độ ngoại giáo cơ đốc nhân tự trọng biết rằng đức chúa trời của anh ta đang chờ đợi anh ta trong thái độ hài lòng và bình an vào ngày hôm sau đây không phải là bằng chứng về sự cải đạo mà là kinh nghiệm mà clay một cơ đốc nhân háo hức làm vui lòng đức chúa trời về tài chính của mình đã sống bằng cách thực hành tất cả các nguyên tắc thịnh vượng đã được dạy cho anh ta đối mặt với lời chúa những nguyên tắc này không thể đứng vững chúng tôi muốn bạn đọc tốt nhiều năm trước đức thánh linh đã nói với tôi hãy từ bỏ hệ thống phần thưởng theo sự giảng dạy của thế gian để học cách nhận theo vương quốc của nước đức chúa trời nếu bạn bước đi theo hệ thống của thế giới này bạn sẽ trở nên phụ thuộc vào phần thưởng của nó sau khi nhận được từ này tôi đã mất nhiều năm để hiểu ý nghĩa sâu xa hơn của hai hệ thống này và sự không tương thích giữa chúng trước hết tôi kết luận rằng hai hệ thống này thường xuyên xung đột cả hai đều tìm kiếm những cá nhân mà thông qua đó họ sẽ thực hiện các nguyên tắc của mình. Dù cố ý hay không, hàng ngày chúng ta đều tham gia vào một trong những hệ thống này. Thế giới đó được dẫn dắt bởi Satan, vị thần của thế kỷ này, và hắn truyền lại những truyền thống của thế giới này. Nhưng chính Chúa chúng ta được Chúa Giêsu Christ dẫn đường cho nước trời. Đầu tiên, cả hai đều được củng cố bởi các lực lượng tâm linh liên quan đến các sinh vật thiên thần thứ hai cho dù chúng ta tham gia vào việc này hay việc kia chúng ta vẫn sẽ gặt hái được một mùa thu hoạch cuối cùng cả hai đều có nhiều thành viên đều đi theo đường lối của hệ thống mà họ đã gắn bó những cách này trở thành cách sống và lối sống trở thành truyền thống trong sự tồn tại hàng ngày của chúng ta những lựa chọn mà chúng ta liên tục phải thực hiện sẽ kết nối chúng ta với một trong những hệ thống này bây giờ tôi sẽ xem xét sự khác biệt giữa hai hệ thống này trong lĩnh vực tài chính và phước lành vật chất cần lưu ý rằng hệ thống của thế giới này đã phần lớn xâm nhập vào nhiều khía cạnh của đời sống hội thánh không chỉ trong lĩnh vực tài chính những đặc điểm điển hình của thế giới này được tìm thấy trong tham vọng ích kỷ của nhiều nhà lãnh đạo nhà thờ họ muốn những tòa nhà lớn hơn những phòng ban lớn hơn họ muốn ô tô máy bay những ngôi nhà lớn hơn Họ mong muốn được đưa tin nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông và ngân sách lớn hơn. Gốc rễ của vấn đề tâm linh xâm chiếm chính ngôi nhà của Đức Chúa Trời này là sự kiêu ngạo, tập trung vào cái tôi. Từ giữa những năm 1980 đến đầu những năm 1990, tôi đã gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Tôi có hai con trai nhỏ do một mình nuôi nấng và tôi phải xoay sở khoản nợ gần 5 triệu đô la do hậu quả của các giao dịch thương mại thảm khốc nói tóm lại tình hình của tôi không được trực trở trong vài năm chúng tôi sống bằng đức tin nơi chúa theo nghĩa đen mà không thể nói trước bữa ăn tiếp theo của chúng tôi sẽ đến ở đâu hoặc làm thế nào để có được những thức ăn cơ bản nhất chúa thánh linh đã ngăn cản tôi tuyên bố phá sản trong suốt những năm khó khăn này chúng tôi đã học được đức chúa trời trung thành như thế nào Chúng tôi luôn có những thứ cần thiết và chúng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã tin cậy Chúa. Những thành tựu tinh thần trong những năm tháng đó sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi sau này vì ngay sau đó, tôi thấy mình đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự. Đến đầu năm 1991, tôi bắt đầu lắng nghe thông điệp về sự thịnh vượng và áp dụng nó vào thực tế. Theo thông điệp này, khi chúng ta cho đi, chúng ta đã nhận lại những lời chúc phúc. Tôi cảm thấy được kích thích, được thử thách Tôi thực hiện lời dạy này và các nguyên tắc của nó và bắt đầu áp dụng chúng vào thực tế. Một ngày nọ, tôi được dẫn đến một tờ 5 đô la mà tôi không biết là có tồn tại, tôi đã dâng hết nó cho Chúa Y theo những ý tưởng gì dường như Chúa đặt trong trái tim tôi. Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, tức là trong khoảng thời gian 3 năm, tôi đã được đặt một cách siêu nhiên để trả món nợ 5 triệu đô la của mình và thu được khoản lãi ròng 5 triệu đô la. Vì vậy, Tôi đã kiếm được 10 triệu đô la trong 36 tháng sau ngần ấy năm nuôi bò ống. Trước sự suy sụp nói chung và đặc biệt là của tôi, vào cuối năm 1997, một lần nữa tôi mất toàn bộ số tiền lãi ròng của mình và tôi lại phải gánh khoản nợ 5 triệu đô la. Trong những lúc túng quẫn này, chúng tôi đã cho mọi thứ trong nhà ngoại bồn rửa bát, thật là một nỗ lực để cố gắng di chuyển cánh tay của Chúa. Trong những năm đó, chúng tôi đã gieo gần 750,000, hầu hết dân tiền vào cho các mục vụ cơ đốc giáo lớn. Bỏ những người nghèo, trẻ mồ côi, việc truyền giáo và những nhu cầu đích thực của thân thể đấng cờ rước sang một bên, chúng tôi đã làm phong phú thêm những mục vụ lớn lao này. Tôi đề cập đến nỗ lực này chỉ để cho thấy mức độ to lớn của lời giải thích được cung cấp bởi các mục sư nhà thờ lớn đề cập đến. Theo ý kiến của họ, sự thất bại thứ hai là chúng tôi đã không cung cấp đầy đủ cho họ. Một điểm cuối cùng về những biến động tài chính có liên quan mật thiết này, tôi phải giải thích rằng ngay từ đầu chúng tôi đã siêng năng cầu nguyện để biết ý nghĩ của Chúa và chỉ dân hiến theo sự chỉ dẫn của Ngài. Khi đó, chúng ta không thực hành việc dân thập phân. Một số phép là tài chính lớn nhất mà chúng ta từng thấy đã xảy ra trong bối cảnh này. Nhưng trái tim chúng tôi bắt đầu lạc lối. Sau đó, chúng tôi đưa việc dân hiến vào luật pháp, thường là bố thí mà không cầu nguyện và chúng tôi bắt đầu coi việc hiến dân phần 10 trở thành một nguyên tắc cứng nhắc. Chúng tôi không còn sống theo đức tin nữa, đó là một phép tính toán học, chúng tôi lấy 10% giống như thanh toán hóa đơn điện. Ngoài phần 10, chúng tôi đã dâng những lễ vật rất lớn. Nhiều năm sau, tôi hiểu rằng tất cả những gì không xuất phát từ đức tin đều là tội lỗi. Tôi không viết xét thập phân trong đức tin, tôi chỉ tuân theo luật mới mà tôi đã được dạy. Hãy lắng nghe những gì tôi khám phá ra sau khi tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong gần 4 năm, 100% thu nhập của chúng tôi thuộc về Chúa, không phải 10%, 20% hay bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào khác. Ngày nay, khi tôi nhận được tiền, tôi tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời cho toàn bộ số tiền hoặc một số phần trăm khác. Nhưng lúc đó, tôi vẫn tiếp tục thực hành lời dạy về sự thịnh vượng đã được thấm nhuận trong đầu. Tôi tiếp tục bước đi bằng đức tin của mình, cho tiền của mình. Tôi không hiểu tại sao, nhưng nó không hoạt động nữa. Vừa có vợ và một đứa con mới sinh, tôi phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau ở mức độ tự nhiên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy cần phải nhận được thông điệp thực sự của sự thịnh vượng từ Chúa. Phương pháp hoạt động rất tốt, ngay từ đầu không ảnh hưởng một chút nào đến tình hình tài chính của tôi. Tôi đã được dạy rằng các quy luật thịnh vượng có hiệu quả với tất cả những ai áp dụng chúng tôi được bảo là phải đưa ra những khoản tiền lớn và chúa sẽ khiến chúng tăng lên gấp bội nó đã hoạt động được một thời gian không chỉ cho tôi mà còn cho những người khác đáng chú ý tất cả chúng tôi đều phải đối mặt với những vấn đề giống nhau vì vậy tôi lại rơi vào cảnh túng quẫn lại cần những thứ cơ bản như thức ăn quần áo tiền mua nhà điện nước chẳng hạn một lần nữa tôi kêu lên với chúa hỏi ngài tại sao đối với mỗi câu trả lời tôi nghe thấy vì lòng thương xót của ta tôi sắp học được một bài học quan trọng cần thiết cho cuộc sống và cho tương lai tài chính của tôi những gì tôi sắp nói áp dụng cho tất cả những người có nhu cầu tài chính hoặc những người cảm thấy bị thách thức bởi thông điệp thịnh vượng đang được truyền tụng ngày nay sự thay đổi lớn lao mà chúa đã gọi tôi trái ngược hẳn với lời dạy mà tôi nhận được khi đó rằng tôi phải học cách suy nghĩ theo cách mới ném vào gió nhiều yếu tố đã trở thành truyền thống đối với tôi sự thay đổi này đến sau khi tôi đã dành nhiều thời gian ở nơi hiện diện của chúa và cầu nguyện trong thánh linh trong nhiều giờ một lần tôi nghe chúa nói với tôi sự ngu dốt về tâm linh thường mang hình thức truyền thống thánh linh bắt đầu bằng cách bảo tôi ngừng lo lắng về tiền bạc tôi đã phải tin cậy ngài nhiều hơn và giải quyết cho những gì tôi có ngài cũng cho tôi thấy rằng tôi phải tin cậy vào chúa không phải vào đức tin của riêng tôi hay vào sự thật mà tôi đã cho Tôi phải thừa nhận rằng không có tiền, không có thức ăn và đôi khi không có thuốc men cho con tôi, thật khó để tôi học được sự mãn nguyện. Nhưng vào thời điểm tôi đang rất cần, tôi đã nhận được một mặt khải quan trọng. Giữa cơn bão tố này, Chúa vẫn bảo tôi phải bằng lòng. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng những lo lắng và hồi hộp cứ ập đến. Một buổi chiều Chủ nhật tháng 5 năm 1998, người ta có thể nói rằng về mặt nhân bản, tình hình của tôi chưa bao giờ tồi tệ hơn. Tôi thấy mình bị tước đoạt nhà cửa, xe hơi, điện, nước và thực tế là tất cả của cải vật chất. Chỉ khi tôi hạ mình và kêu lên với Chúa, thì ơn Chúa đã ban cho tôi sự mãn nguyện bất chấp những hoàn cảnh khắc nghiệt này. Đức Chúa Trời đã hành động một cách siêu nhiên, và chẳng bao lâu, không thể giải thích được, vô cùng, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự mãn nguyện mà tôi đã cầu xin Ngài. Trong một khoảnh khắc, tôi ở lại đó, ngạc nhiên trước trạng thái mà trái tim tôi đã được thả xuống một cách kỳ diệu đó là khi tôi nghe thấy tiếng còi xe trước cửa nhà anh ta là một nhân viên cũ mà tôi đã không gặp trong hai năm anh ấy không sống ở hillshell ga và chúng tôi đã không gặp nhau kể từ khi anh ấy nghỉ việc cách đây hai năm khi anh ấy bị dừng đèn đỏ chúa đã khiến anh ấy muốn đến thăm tôi anh ta không biết gì về tình huống bi đát của tôi sau một hồi chào hỏi ngắn gọn anh ta nói với tôi cờ lây tôi hơi phiền khi hỏi bạn câu này nhưng bạn có nhu cầu tài chính không thậm chí không cho tôi thời gian để trả lời anh ấy nói thêm tôi cảm thấy rằng chúng muốn tôi ban phước cho bạn về mặt tài chính tất nhiên món quà mà anh ấy tặng tôi không giải quyết được tất cả vấn đề của chúng tôi nhưng nó giúp chúng tôi đáp ứng nhiều nhu cầu bức thiết trong lúc túng quẫn hát đã cứu tôi nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi ân điển để nắm bắt được nguyên tắc thuộc linh này, nhưng sự tin kính với sự hài lòng là lợi ích lớn lao. Một Timothée 6, 6 Sự mãn nguyện thiên liêng giải thoát chúng ta trong sự sức dầu của Đức Chúa Trời, và sau đó các nhu cầu của chúng ta được đáp ứng không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả vật chất. Kể từ sự kiện này, tiền bạc không có quyền lực nào đối với tôi, bởi vì chính Chúa là đấng chu cấp cho những nhu cầu của tôi, và tôi tin cậy nơi ngài. Bây giờ, liên quan đến các vấn đề tài chính, tôi cảm thấy một sự bình yên vượt xa bất cứ điều gì có thể hiểu được và điều đó không phụ thuộc vào số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi. Trước hết, khi tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi đã phóng thích bàn tay của Chúa, Ngài đang chăm sóc tất cả các nhu cầu của tôi bây giờ. Thật là một sự tương phản giữa sự hài lòng này và thông điệp về sự thịnh vượng. Ngài nói, nếu bạn không hài lòng với tình hình tài chính hiện tại của mình bạn có thể làm tốt hơn vì vậy hãy dâng lên chúa những món quà thực sự khiến bạn phải trả giá tốt nhất là thông qua chức vụ của chúng tôi và chúa sẽ phải ban phước đáp lại cho bạn phong trào thịnh vượng này học cách không hài lòng cũng giống như trên thế giới này chúng tôi tập trung vào bạn và những gì bạn có thể làm không ảnh hưởng đến sự tin tưởng hoàn toàn vào đức chúa trời hệ thống của thế giới này chỉ dựa trên những gì chúng ta có thể làm cho chính mình trong vương quốc của đức chúa trời chúng ta tin cậy vào sự tốt lành của đức chúa trời đối với nhu cầu của chúng ta cho dù họ có thể là ai bí ẩn là sự thật bị che giấu được đưa ra ánh sáng tôi tin rằng những điều sau đây là một thông điệp từ chúa nếu bạn muốn bước vào phước hạnh của chúa bạn phải học cách hài lòng hãy hài lòng với những gì mình đang có chúa sẽ cho bạn uống nước giếng mà bạn chưa đào và sống trong những ngôi nhà mà bạn chưa xây ngừng đào và xây dựng độc lập với ngài một cơ đốc nhân ham muốn giàu có chắc chắn sẽ sa ngã chắc chắn như một người tin rằng mình đủ mạnh mẽ để bất chấp các định luật hấp dẫn trốn tránh những tham vọng ích kỷ philip hai ba và ham mê tiền bạc một tim mô thê sáu mười nhận biết rằng những triệu chứng này xuất phát từ bản chất xác thịt cũ thoát khỏi chúng như bệnh dịch, sự bất mãn ngăn cản các phước lành của Đức Chúa Trời biểu lộ một cách tự do. Nếu bạn đang trong trạng thái nghỉ ngơi và mãn nguyện, thử thách sẽ không giết chết bạn. Sự mãn nguyện tiêu diệt lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi. Chạy theo tiền bạc là bị cuốn vào hệ thống của thế gian, vì tất cả những điều này, kẻ ngoại đạo tìm kiếm chúng, Luca 12, 30. Điều được yêu cầu đối với chúng ta chỉ đơn giản là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, cầu nguyện, tìm kiếm ý trí của Chúa và vâng lời. Khi đó Đức Chúa Trời sẽ bảo đảm rằng tất cả những thứ này, tất cả những gì chúng ta cần về vật chất và tài chính sẽ đến với chúng ta. Điều mà Chúa khiến tôi hiểu đã làm đảo lộn hoàn toàn niềm tin tôn giáo của tôi, chạy theo sự ban phước làm tắt nghẽn dòng chảy của phước lành thiên liêng. Tìm kiếm phước lành thay vì tìm kiếm Đức Chúa Trời là chạy trốn khỏi phước lành sẽ đến với chúng ta khi hoàn toàn tập trung vào đức chúa trời không dựa vào tiền bạc hay phước hạnh chúng ta sẽ không chỉ nhận được những gì mình cần mà còn nhận được những thứ thuộc về nước trời sự thánh khiết sự công bình sự không ngoan quyền năng sự sức giàu sự ưu ái của đức chúa trời các phước lành sự mặc khải vơ vơ sau đó giọng nói ngọt ngào của chúa truyền cho tôi một điều mặc khải khác một người nghèo có thể thèm muốn của cải trên đất nhiều như một người giàu hoặc thậm chí hơn thế nữa Ai trong chúng ta, những người đã từng phải đối phó với những tình huống khó xử nghiêm trọng về tài chính chắc chắn đã phạm tội khi thèm muốn của cải vật chất, tôi biết rằng tôi đang ở trong trường hợp này. Thông điệp của sự thịnh vượng là một sự phù phép cho đôi tai của một cơ đốc nhân đang trải qua thử thách tài chính, nhưng theo một cách rất tinh tế, anh ta tập trung vào việc tìm kiếm phước lành cho bản thân. Ngày nay tư tưởng của nhiều người thuyết giảng tập trung vào các phước lành hơn là vào Đức Chúa Trời họ cung cấp cho chúng tôi các công thức và phương pháp để có được một phước lành thật mỉa mai làm sao những công thức này thường bao hàm trong việc cung cấp cho chức vụ cho chính họ và cho chương trình của họ ở một mức độ lớn điều này giải thích tình trạng quan trọng của hội thánh hiện nay mắt chúng ta đang đặt sai hướng chúng ta tìm kiếm phước lành của chúa chứ không phải chính chúa xin chúa tha thứ cho chúng tôi đối với chúng ta những người xem truyền hình hầu như không có một ngày nào trôi qua mà không có một chương trình nào đó thúc giục chúng ta gieo vào đất tốt việc này hay một vụ kia loại lời kêu gọi này xuất hiện ở phần cuối của một thông điệp đặc biệt cảm động nói với chúng ta rằng một tôi tớ của chúa đang đi vào việc xây dựng các tòa nhà rằng anh ta cần một chiếc máy bay phản lực mới hoặc anh ta đảm nhận công việc kiệt xuất đó cho đức chúa trời một số lời khuyên này có thể đến từ đức chúa trời nhưng điều này không thường xảy ra đức chúa trời tuyên bố với dân sự của ngài bất cứ khi nào bạn cho đi hãy được hướng dẫn bởi thánh linh của ta đang hành động trong bạn đừng để bị lừa bởi những thông điệp đến tai bạn bởi tất cả những điều quảng cáo này bởi những trò giải trí bởi những thông điệp này thao túng cảm xúc của bạn nhận ra rằng tất cả những điều này đến từ thế giới này và rời khỏi hệ thống của thế giới đã xâm chiếm nhà ta từng phục vụ trong hội đồng quản trị của một trong những bộ thịnh vượng lớn nhất ở đất nước này và thậm chí trên thế giới tôi hiểu rõ thông điệp là gì đúng vậy tôi không muốn ném đứa bé cùng một lúc với chiếc tả bẩn của mình nhưng tôi tin chắc rằng điều cần thiết là hội thánh phải nhận thức được điều đó thông điệp này phần lớn là sai tôi cầu xin bạn hãy tự đánh giá mình vâng tôi tin rằng đức chúa trời muốn ban phước cho dân sự của ngài tôi tin chắc rằng đức chúa trời mong muốn dân sự của ngài ban cho và được ban phước bằng cách cho đi nhưng có một giới hạn không bao giờ được vượt qua người ta không được cho mà không được thánh linh của đức chúa trời dẫn dắt và không được cho để nhận phong trào lời của đức tin từ lâu đã dạy rằng các luật thần thánh sẽ có hiệu quả với tất cả những ai áp dụng chúng nói cách khác chỉ cần áp dụng luật lệ là đủ và đức chúa trời sẽ bị ràng buộc bởi lời viết của ngài buộc phải hành động trong sự hiện hữu của bạn. Theo cách tương tự, cùng một phong trào này đã tạo ra thông điệp của sự thịnh vượng, nói rằng nếu bạn cho đi, Chúa nhất định sẽ ban phước cho bạn. Nhưng điều đó không đúng, khá đơn giản. Như tôi đã nói ở trên, đây là một trong những lý do cốt yếu khiến thân thể đấng Christ đang gặp khó khăn về tài chính vì lời giết chết, còn Thánh Linh thì ban sự sống. Eva đã thành công trong việc thuyết phục Adam rằng ông có thể có được các phước lành của Đức Chúa Trời mà không có Đức Chúa Trời, do đó con người đã sa ngã khủng khiếp. Satan đã bị đuổi khỏi thiên đàng vì một lý do rất giống nhau. Đúng vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho lễ vật của chúng ta khi chúng ta vui mừng dân hiến, tôn vinh Ngài, vâng theo Thánh Linh Ngài. Nhưng nếu động cơ của chúng ta là mong muốn nhận được điều gì đó từ Ngài, và đây thực chất là thông điệp của sự thịnh vượng, thì động cơ của chúng ta sẽ là ô uế, chúng là biểu hiện của sự tự cho mình là đúng. Và tất cả những điều này chỉ dẫn đến tôn giáo, kiêu ngạo và ích kỷ. https manadivin.com 2022 06 14